con nít nha, con nít lớn bao lâu, bảo là bà lớn, bà lớn lắm, nhưng mà nếu mà có người khác á, chỉ là ở trong cái kinh này, họ chỉ theo thôi, à, hay là đức tới cũng kệ để giảng cho người ta nghe đó, thì cái phước đức nó cũng nhiều hơn là cái người mà bố thí thân mạng đó. Thời Tu Bồ Đề văn thuyết trị kinh thân dạ nghĩa thú, thế lệ tư sắc như bạch Phật ngô, khi hiểu Thế Tôn Phật thuyết như thị thẩm thanh kinh điển, ngã tòng tích lai sở đắc huệ nhãn, dự bằng đắc văn như thị chi kinh. Thế Tôn dự phục thử gia đắc văn thị kinh, tính tâm thanh tịnh, đức thanh kiệt phước, phương tư thị gia thành tựu đệ nhất khi hữu công đức. Thế Tôn thị kiệt tướng giả thì tư tướng, thị cố như lai, thuyết văn, thuyết tướng. Thế Tôn, ngã tiên đắc văn như thị kinh điển, tính giải họ trì, bất xúc như lai, nhược, như lai thế, hậu ngũ bất chế, trì ngữ chúng sanh, đắc văn thị kinh, tính giải họ trì, thị nhân đức như đệ nhất như hữu, hà dĩ cố, thử nhân, vô ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, họ giả tướng, sở dĩ giả hà, ngã tướng, tức thị tư tướng, nhân tướng chúng sanh tướng họ giả tướng, tức thị tư tướng, hà dĩ có, ly nhất thiết tư tướng, tức danh chư Phật, Phật cáo Tu Bồ Đề, như thị, nhược phục thử nhân, đắc văn thị kinh, bất bố, bất thứ, nhân tiên thị nhân, thẩm vi như hữu, hà dĩ có, Tu Bồ Đề, như lai thiết đệ nhất ba la mật, chư đệ nhất ba la mật, thị danh đệ nhất ba la mật, Tu Bồ Đề, nhận được ba la mật như lai trước khi nhận được ba la mật hà dĩ cố. Tu Bồ Đề như ngã tức khi ca lợi vương các tiệt phân thể ngã ư nhị thời vô ngã tướng vô nhân tướng vô chúng sanh tướng vô thọ giả tướng hà dĩ cố. Ngã ư phản tức biết tiếp khi giải thời nhật hữu ngã tướng nhân tướng chúng sanh tướng thọ giả tướng ưng sanh tân hạnh. Tu Bồ Đề hữu niệm quá khứ ư hữu bất thế pháp nhẫn nhục thiên nhân ư nhĩ sở thế vô ngã tướng vô nhân tướng vô chúng sanh tướng vô thọ giả tướng tự cố. Tu Bồ Đề Bồ Tát ưng ly nhất thiết tướng phát a nậu đa la tam diệu tam bồ đề tâm bất ưng trụ sắc sanh tâm bất ưng trụ sanh hương vị xúc pháp sanh tâm ưng sanh vô sở trụ tâm giữa tâm trụ trụ đức duy trí trụ. Chỉ có phần thiết Bồ Tát tâm bất ưng trụ sắc bố thí. Tu Bồ Đề Bồ Tát vị lợi ích nhất thiết chúng sanh ưng như thị bố thí như lai thiết nhất thiết chư tướng tức thị chư tướng tự thiết nhất thiết chúng sanh tức tư chúng sinh. Tu Bồ Đề như lai thị chân ngữ giả thiện ngữ giả như nhự ngữ giả bất tướng ngữ giả bất diệt ngữ giả. Tu Bồ Đề như lai sở đắc pháp tử pháp vô thiện diệt vô ngu. Tu Bồ Đề nhược Bồ Tát tâm trụ ư pháp như hành bố thí như nhân nhập ác tức vô sở kiến. Nhược Bồ Tát tâm bất trụ pháp như hành bố thí như nhân tử mục nhật quang minh chiếu kiến chủ chủ pháp. Tu Bồ Đề như lai chi thế nhược hữu thiện nam tự thiện nữ nhân năng ư tử kinh họ thiền độc tùng tức vô như lai chỉ Phật kiến huệ tất tư thị nhân tất kiến thị nhân giai đắc thành tựu vô lượng vô biên công đức. Thì Phật Thích Ca giảng tới chỗ này đó, lúc đó thì tới những người nghe pháp đó đều đã được hiểu cái ý nghĩa của Phật rồi. À, cho nên á cái đại dạng tâm đơn cơ Tu Bồ Đề đó nó nghe tới chỗ này đó thì hiểu được cái ngã thú cái kinh này, cho nên nó cảm động mà chảy nước mắt á. À, nói với Phật á, nó thiệt là hiếm có. À, Thế Tôn, à, nó thật nói cái pháp này đó, cái kinh điển này đó, à, tôi học từ xưa tới nay đó, tôi sở được cái huệ nhãn cũng chưa có thấy, à, được từ con nghe, à, cái kinh này đó. Nó Thế Tôn à, nếu mà có người được nghe cái kinh này mà lòng tin được thanh tịnh đó thì á được sanh cái thực tâm, thì đó
thực tâm là cái biệt danh của tự tánh. Bây giờ tự tánh nó không có hư vọng, cho nên là cái tên là thực tư. Cái tự tánh á, hồi nãy tôi lấy cái cánh tay đó, nhưng mà nếu mà không có là cái tên á thì không có thể nói được, cho nên là cái tên nó là gọi là tự tánh. Thì thực á thì nó không có thể mà lập tên cho nó được à. Nhưng mà tùy cái dụng nó lập tên, cũng như thực tư là tại cái dụng nó không có hư vọng, lập tên là thực tư. Nó không sanh không diệt, lập tên là niết bàn à. Nó không đi không lại, lập tên là Như Lai. Nó được tăng gia dạng pháp, lập tên là pháp thân. Tức là cái tự tánh á, cái dụng nó vô lượng vô biên, cho nên lập tên cũng là vô lượng vô biên à. Tùy cái dụng mà lập tên đó. Nhưng mà cái tên đó là chỉ là cái dụng tạm thời thôi, cũng như hồi nãy tôi lấy tay thí dụ đó. Lúc mà nó rớt chữ thì tay cầm bút, rớt tên thì cái bút này phải bỏ. Nếu mà còn nó rớt xong còn cầm cái bút á thì là chủ nó cái bút á là mất hết cái dụng của tay rồi à. Cho nên á bây giờ á tay cầm bút thì mặt tên là cái bằng tay cầm bút. Nhưng mà tay cầm bút không phải là cái tên của tay. Nếu mà nó là tay, tên của tay là tay cầm bút, thì biết bây giờ á cầm bút thì nó tên cầm bút là đúng. Cái mình bỏ bút rồi nó tay là tay cầm bút là có được à. Là chỉ là lúc mà cầm bút thì nó cầm bút á, lúc mà không cầm bút cũng nói là tay cầm bút làm sao được à. Cho nên á cái dụng của tự tánh á chỉ là tạm thời, mà lúc cài về cái nó thì nói là cái tên đó. Nhưng mà những cái tên đó đều không phải là cái bản thể. Cái bản thể là hoạt bát vạn năng, không có thể lập tên cho nó được. Nhưng mà bây giờ phải là cái tên là gọi là tự tánh rồi mình mới nói được. Nhưng mà không có đặt một cái tên đó thì làm sao nói à. Thì phải biết đó, nếu mà mình tâm đó, cái kinh này đó, hiểu được cái ngã thú kinh này đó, thì người này đó sẽ thành tựu lực công đức mà cao nhất đỉnh nhất à, là hiếm có đó. Bởi vậy đó, được cái tự do tự tại, cái công đức nào nam mà không có cái gì so sánh bằng. Bởi giờ nó siêu dạch tới lượng à, không có cái gì để so sánh được à. Cho nên cái thực tế này đó à, thì cũng phải là nằm ở trong nhà bà cầu đó. Thực tướng tức là phi tướng, mới chỉ danh là thực tướng à. Thì cái đó mới là hiểu thấu cái ngã ba câu đó, mới là hiểu được cái ngã kinh kinh căn đó, cái ngã thú của kinh kinh căn đó à. Thì mình hiểu, mình tin rồi đó, thì phải thọ trì, phải thực hành theo à. Thì á, sau này á, nếu mà chúng sinh sau này á mà được họ trì theo á cái kinh này á thì cũng là đệ nhất hư hữu à, thiên có à. Đối với người mà tin thọ họ trì cái kinh này thì người đó là không có cái bông tương đó, quyết là cái ngã tương, nhân tương, chúng sanh tương, thọ giả tương, nó không có bông tương. Bởi vì con bóng tướng thì cũng nằm trong ngã ba câu à. Cho nên hết, nếu mà lìa hết tất cả tướng tức là gọi là Phật. Cái lìa tất cả tướng thì luôn cả là cái phi tướng, phi tướng cũng lìa luôn á, mới làm được là chứng cái quả thật đó à. Thì Phật nghe tôi Bồ Đề kể như vậy đó, thì Phật mới gật đầu đó, phải như thế, như thế à. Tức là mày đã hiểu đúng theo cái ý của Phật rồi à. Thì nếu mà có người á được nghe cái kinh này không có kinh tỏ à, là phải hiểu cái ngã rồi đó. Nếu mà không hiểu á, cũng bây giờ cũng nhiều người trí thức có nói là kinh kinh căn nó mâu thuẫn á, nó là tức là cái kinh nguội chứ không phải kinh quẹt. Bởi vậy lúc là nói là nhất pháp, nói là không phải pháp à, thì chính là Phật thuyết cái kinh kinh căn này
mà lại nói là không phải thì làm rất mau lớn thì chắc là không phải chân thiệt à. Con người thì tin nhưng mà sợ hãi bởi vậy nếu mà không có mình thì mình làm sao mình đi đâu mình ở đâu mình phải sống thế nào thì là tâm ra cái sự mà tin sợ thì hiểu được rồi đó hiểu thấu rồi mới là không có sợ thì có mong phải biết người này đó mới là hiên con tại sao vậy tại á mà hiểu thấu cái nghĩa ba câu của Phật cũng như Phật nói là đệ nhất ba la mật là khi đệ nhất ba la mật thì danh đệ nhất ba la mật cũng là cái nghĩa ba câu đó nhẫn nhục tức khi nhẫn nhục thì danh nhẫn nhục cũng là cái nghĩa ba câu phải nói thì Phật lại kể cái chuyện tích lời trước nói là trước kia từ đó tức là ở lúc đó Phật Thích Ca là một người tu nhẫn nhục á ở trên cái núi đó thì lúc đó Ca Lợi Vương á là do nó là bị tàn bắn mà đem theo cung nữ đến bị tàn bắn á mà lên tới cái núi đó thì cái cung nữ nó lên trước á thì gặp cái người mà tu nhẫn nhục á tức là cái tiền thân của Phật Thích Ca thì thấy lạ quá thì lại dừng nữa nói chuyện thì mấy người đó ra lên nói gì cười giỡn gì đó mà tới chừng Ca lại dừng lại đó thì nó nổi chân lên là nói cái người đó nói là tức là chọc cái không nữa cho nên nó cái mà cắt tức là cắt cái lỗ tai của Phật cắt cái lỗ mũi cắt từ miếng thịt đó thì lúc đó cái tiền thân của Phật Thích Ca không những mà không có nổi giận không có quán thù lại còn phát tâm thôi Ca Lợi Vương cái người này đó tạo cái nghiệp lớn như thế đó sau này á chịu cái khổ đoạn một không biết bao nhiêu bây giờ tôi phải phát tâm tôi thành thật thái độ người này trước hết á trước tiên hết á không những mà không có lo phụ á lại mà phát tâm mà độ tôi quen đó độ người này độ trước tôi thành thật thái độ người này trước thì sau này cũng là thật thực tiễn cái lời phát nguyện là chiều trình na đó toàn thân là Ca Lợi Vương đó là độ trước hơn hết á vậy đó thì lúc đó nếu mà Phật Thích Ca đó toàn thân Phật Thích Ca đó nếu mà còn có cái ngã sắc đó thì phải sanh ra cái chân hạnh không những mà không có chân hạnh lại còn sanh ra cái lòng từ bi thái độ người này trước bây giờ không độ chứ này cái khổ nó không biết mà tới chừng nào nó hết được thì á lúc đó là Phật Thích Ca là không có cái bông cái tướng rồi đó cho nên á Phật dạy tu Bồ Đề tức là dạy tất cả người nghe pháp đó nói á hàng cái đạo Bồ Tát đó phải lìa tất cả tướng phải phát mà cái đồng tức là phát cái tâm mà đặt lên cái giác ngộ tối cao đó nếu đặt lên cái giác ngộ tối cao thì không được trụ mà sắc không được trụ chân tức là không trụ cái lục trần đó phải sanh ra cái tâm mà vô tối trụ tức là hồi nãy nói là ương vô tối trụ mà sanh cái tâm đó cái nghĩa là cũng vậy nhưng mà nếu mà cái tâm có trụ là cô thứ nhất đó khi trụ là cô thứ nhì thì á trụ hay là không trụ đó cũng phải quen nếu mà còn trụ nói cái không trụ đó thì cũng còn là trụ chưa phải là do pháp trụ cho nên mà
nói đó, cái tâm Bồ Tát đó là không lực trụ đó nơi nào cả. Cho nên trụ nó thật thì phải quyết thật, trụ Bồ Tát phải quyết Bồ Tát, trụ có nào cũng phải quyết. Thì á, cái độc độ của Bồ Tát, đầu tiên nhất là bố thí, thứ nhất của Bồ Tát, thứ nhất cũng là bố thí. Mà thành cái hạnh bố thí đó lợi ích cho tất cả chúng sinh đó thì phải vô sở trụ. Thì tất cả tướng thì vô sở trụ, tất cả chúng sinh cũng là vô sở trụ. Nếu mà nói mà tôi có độ chúng sinh thì là chúng sinh là thiệt rồi, tức là có chúng sinh tướng rồi. Có chúng sinh tướng tức là có ngã tướng. Cho nên chúng sinh tất kỳ chúng sinh, thị danh chúng sinh chỉ là giả danh, thưa chúng sinh cũng là giả danh, cái giả danh chúng sinh là giả danh. Thì cái lời này đó, từ Bồ Đề là cái lời thiệt, là chân thật, là như cái ngã thật, không có mà lừa gạt, không phải là cái lời lừa gạt. Không phải là có cái lời mà khác biệt. Tức là mặc dù cái lời của Phật nói khác biệt á, nhưng mà cái ý nó không có khác biệt. Tức là chỉ là tha cái bệnh tật thật của chúng sinh thôi. Chúng sinh các cái này là thật thì tha cái này, các cái kia là thật thì tha cái kia. Các A La Hán là thật thì tha A La Hán, các Bồ Tát là thật thì tha Bồ Tát, các thật là thật thì tha thật. Thật còn tha thì còn cái gì là không tha? Ví dụ cái thật này á, cái thật mà tôi dạy là tha như cái chùa này á, thì cái thật này á cũng không được tất thật. Cho nên á, nó nhiều lời sở đắc cái thật á, cái thật này á không tất thật, không có hư. Nếu mà nó không có mặt cũng là hư, tất cả là hư thì cũng là tất. Cho nên nó vừa thật vừa hư, không phải thật mà cũng không phải hư. Ví dụ thật là cô thứ nhất, hư là cô thứ nhị, chẳng thật chẳng hư là cô thứ ba, cũng thật cũng hư là cô thứ tư. Vừa phải lẻ được hoặc lại thêm cái ví dụ nói á, tôi Bồ Đề nếu mà Bồ Tát trụ cái tâm ở trong cái thật mà thật mà hành cái thứ đó thì người đó cũng như mà vừa tỏ cái lên tay đó không có thấy được cái gì cả. Nếu mà hành cái tâm Bồ Tát mà không trụ cái thật á mà cái thứ đó thì cũng như người mà có con mắt mà có ánh sáng thì lũ thứ tình trạng nội sắc gì được thấy hết. Để ví dụ cho người ta đó, mình có chủ cái thách nào cả. Thì á, vị lai đăng lai chứ thế thôi, tức là vị lai thế đó. Nếu mà có thiện năng xuống nữa được nghe cái kinh này, được tin, được lãnh thọ mà hành trì đó, thực hành đó, thì á, cái người này đó, cái trí huệ đó sẽ biết được cái người này, thấy được cái người này. Cái người này đó tức là được cái công đức vô lượng vô biên, thành tựu công đức vô lượng vô biên. Bởi vậy theo chi và theo lượng không có thể mà tạo sanh được. Bởi vậy đó là được sinh ngộ thành Phật, là cái tự do tự tại. Cái công đức đó nó hưởng không có hết được, cho nên là vô lượng vô biên vậy đó. Như là về tự tiện nhân tự tiện nữ nhân, cái lực tầng giữ hàng ngà xa lãng thân bố thí, cái lực tầng giữ hàng ngà xa lãng thân bố thí, hạ lực tầng giữ hàng ngà xa lãng thân bố thí, nếu tự vô lượng bắt chân và nước tiếp giữ thân bố thí, lực tầng giữ nhân văn sử tính điển tính tăng bất liệt từ trước tháng bị hà hướng khó thả và đều đặc biệt giữ nhớ đại trước. Tức là giữ
của vô vi, sự vô sự bất khả tư nghị, bất khả tư lượng. Vô vi tâm đức, như lai vị pháp đại thừa giả thuyết, vị pháp tối thượng thừa giả thuyết, vị tử nhân nhân thọ từ đặc tịnh, giả vị nhân thuyết, như lai bất tư tự nhân, bất tướng tự nhân, do bất thành tự bất khả lượng, bất khả tướng. Như hữu vô, bất khả tư nghị, công đức, như thị, như lãnh, tức như, hà đảng như lai, thân lậu ba la tam nghĩa tam bồ đề, hà dĩ tố, tứ bồ đề, lợt nhạ của pháp giả, tước nhã tước, vô tướng, tướng thân tướng thọ giả tước, tắc ưu thủ tương, bất lai tướng thọ, đặc tụng, dự nhân giả tước, tứ bồ đề, hà đại tước tước, lợt thủ thủ tương, nhất thủ thế gian tư la ha tư la, đại ưu tướng giờ, đương tương, thủ tước, tức vinh, thủ pháp, gia ưng cung tính, tác lễ vô nghĩa, nghĩa tư la ưng, nguyên tán triệt tước. Cái này là tăng đi tới tâm đức à, để cho người ta dùng cô cái lòng tin đó à. Thì Phật nói với tôi vấn đề đó, nếu mà có thiền nam tính nữa đó, cho Ấn Độ đó thì là một ngày đêm đó, cho làm xa thần đó, ngày ba thần là xe nhật thần, trung nhật thần và hậu hậu nhật thần à, tức là xe trung hậu đó. Nhật là bằng ngày, còn bằng đêm cũng cho làm sơ dạ, trung dạ, hậu dạ, à, dạ là đêm, ha. Thì á, một ngày cho làm sáu thời á, nhưng mà bên Trung Quốc á, nhưng Việt Nam cũng được à, là 12 thời, một thời là 2 tiếng, còn có cho làm một thời là 4 tiếng. Thì, cách sơ thời, một ngày á, cũng là lấy cái thân vô có và cái vô có đất của hành hà là bố thí à, mà á trung nhật thần á cũng lấy cái là thân nhật thân mạng mà bằng cái vô có hành hà là bố thí sao á hạ nhật thần cũng vậy à, thì bố thí như vậy đó, vô lượng vô biên vô tất thiết á cũng lấy cái thân bố thí. Mà lại có một khác, chỉ là nghe cái tin điểm này mà tăng ra cái lòng tin không có thực lực à, mà cái thức đó, thì là hơn cái người đi thi chất. Chính là còn mà hết là còn họ thì à, thức hàng họ thì đọc tổng á mà lại mà giải thuyết là cho người khác nghe nữa thì cái sức đức á không biết là lớn bao nhiêu, tức là không có sao sửa được à. Nói tóm lại đó, cái kinh này đó thì á nếu cái trí óc không có thể suy nghĩ được, không có thể mà tương lượng được cái công đức và vô lượng vô biên á à, không có thể mà suy nghĩ mà đến được à. Thì cái này đó, kinh này là Phật nghe ra vì những người mà phát tâm đại thừa đó, cái kinh này à, phát tâm là tư thuận thừa đó, tư thuận thừa đó, cái kinh này à. Nếu mà có người nào mà được mà thọ trì tập động lại mà thuyết cho người khác nghe đó, thì đó, cái công đức của người này đó, Phật nghe lại đó đều thấy được, biết được à, rất là thấy à. Thì đó, người này đó sẽ được thành tựu đó, công đức là vô lượng vô biên, bất khả tư nghĩ, không có lẽ cái trí óc mình thì nghĩ sẽ đến được à. Thì người nào tức là dân cây mật giác ngộ cao nhất, cái tháp mà giác ngộ cao nhất của Phật Như Lai à. Tại sao vậy? Nếu mà người mà thích cái tháp nhỏ đó cũng như tiểu thừa đó còn tắt cái tháp đó, thì còn có cái tháp ngã, có ngã quen, có nhìn quen, có tinh tăng hậu giả. Thì á, tất cả cũng như tiểu thừa nó tư là chúng ta ai là thân à. Thì á, nếu mà tôi đậu một chúng sinh thì cũng là các chúng sinh đó là thật à. Tôi là mang độ, chúng sinh là xả độ à. Trong đại thừa thì không có
không có ba đạo chúng sinh, không có sự chúng sinh để ta đạo. Nếu mà người mà chỉ thích cái tiểu thuyết á, thì đối với cái kinh này thì không có nghe được, không có đọc tạm được. Thì vô tới cái kinh này đó, thì mình hiểu cái đọc tạm đó, phải hiểu nhỉ? Nếu mà chỉ được đọc tạm đi, thì người thích tiểu thuyết cũng đọc tạm được vậy. Sao nói là đọc tạm không được? Nếu mà người thích tiểu thuyết đó, đọc tạm nó không hiểu nhỉ? Không hiểu nhỉ tức là cũng không có đọc tạm. Cho nên nó đọc tạm không được. Thì ta có người rất chữ là đọc tạm được, nhưng mà đọc tạm không hiểu nghĩa cũng như không có đọc tạm. Cho nên nó trung trung tâm đứng chữ làm chân chân đường thọ trừ đọc tạm, đọc tạm phải hiểu nghĩa nó thọ trừ được. Bây giờ nhiều người chỉ là đọc tạm, nó là tôi trừ kinh là sao làm, biết sao làm không hiểu nghĩa thì cũng như không được đọc tạm vậy. Cái này nó đọc tạm không được, tại nó không hiểu nữa, không có hiểu nữa được, không có mà giải thích ra được. Thì cho nên á, nếu mà mình hiểu thì á, chỗ nào cũng là có cái kinh này. Thì tất cả thế gian, khỏi trời dưới đất, người Atula đều phải cung đường cái pháp bảo này. Mình phải biết á, chỗ nào đó, ở trong nó đó, tất cả thật, thật á, đều ở trong này sanh ra, đều tất đều ở trong này sanh ra. Thì á, mình phải cung kính như mà khắc của thật vậy. Thì thảo mà cái là mà hoa hương cái gì đó tận cái tâm mình á, tận cái sức mình để mà biểu thị á cái lòng cung kính của mình ở trong đó là bây giờ đó, nếu mà mình đã biết cái cách thanh thường á, thì tức là tùy kinh, tức là thực hành theo cái kinh này á. Bởi vì á, không có sợ là khỏi lên như tình, cái như tình là cái chỗ automatic. Nếu tất cả, thì là theo cái kinh này thực hành rồi đó, gọi là tùy kinh đó. Vấn đề lửa nè. Đức Tu Bồ Đề, thiện nam tử, thiện nữ nhân, thọ trì đọc kinh. Nên kinh tiện, thị gian tuyên thế tội nghiệp, ưu đọa ác đạo. Thị tuyên thế gian kinh tiện thế, tuyên thế tội nghiệp, tích vi tiêu diệt. Tuyên đất A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Tư Bồ Đề, ngã niệm quá khứ vô lượng, A Tăng Kỳ Kiếp, ưu nhiên đăng Phật tiền. Đất trị, phát. Bất tứ thiên vạn ức na do tha chư Phật. Bất giai cúng dường thừa sự, vô không quá giả. Vượt phục hữu nhân, ư hậu mạc thế. Năng thọ trì đọc tụng thử kinh, sở đắc công đức. Ư nhã sở cúng dường chư Phật công đức. Bất phần, bất cập, nhất thiên vạn ức phần. Đại trí toán số ví dụ, sở bất năng cập. Tư Bồ Đề, dược thiện nam tử, thiện nữ nhân, ư hậu mạc thế. Thử thọ trì, đọc tụng thử kinh, sở đắc công đức, ngã nhược cụ thuyết giả. Đặc thử nhân văn, tâm tắc cuồng loạn, hồ nghi bất chính. Tư Bồ Đề, đương tư thị kinh, nghĩa bất khả tư nghì. Quả báo diệt bất khả tư nghì. Nói như Tu Bồ Đề, nếu mà thuận nam tính, nếu mà họ chỉ đọc tận cái kinh này đó, cái họ chỉ đọc tận thì trước khi ta có giảng rồi đó. Nếu bị người ta coi dễ, khinh dễ về người này đó, cái tội nghiệp chấp trước đó đều được tiêu, tiêu hết, được chứng quả thật.
trước giờ tôi là nói đó, bây giờ đó mình ở trong kim bao á, ở trong kim bao á, cái việc tội nghiệp ở trong kim bao nếu mà xuất chuyển về đó thì cái khổ cái tội ở trong kim bao đều hết. Bây giờ từ từ cái việc này tôi giảng cái nhân mắt kim bao á, khi ta mở mắt trên bao á, thường thường á người ta chỉ tin cái mắt trên bao nhưng mà không tin cái mở mắt của mình trên bao. Thì tôi rất quan tâm thứ đó, thì mắt trên bao với mở mắt trên bao đều vừa cách thức vừa hiện ra. Ý thức biến hiện ra. Nhưng mắt chúng ta thì cái bằng độc đạo ý thức biến hiện. Tại sao cái bằng độc đạo tức là một mình, thức thứ sáu biến hiện. Bây giờ lúc mình ngủ, nam thức trước đó, nhãn, nghĩ tỷ trật thang, nam thức này đã nghỉ ngơi không có nhân vật rộng. Chỉ có thức thứ sáu một mình hoạt động, cho nên tôi đằng độc đạo ý thức. Để biến hiện cảnh tim bao, cái thân mình nằm ở trên giường, nhưng mà cái thức thứ sáu nó biến hiện mình ở trong tim bao, chứ không phải là người nằm ở trên giường. Một người trong tim bao cũng là mình, và tiếp xúc người trong tim bao. Nhưng dịch trong tim bao có người quên, có người không quên. Ở trong tim bao á, thì cũng có vui, có khổ. Tại lúc tim bao mình tất thật á, thì cái vui khổ cũng là thật. Cho nên á, ở trong tim bao mà khóc á, cái vợ á, còn có nước mắt. Tim bao mà sợ á, cái vợ tìm còn đạt còn nhảy. Nhưng mà ở trong tim bao khổ gì cách nói á, xuất chuyển rồi thì nó hết. Nên tim khổ cũng chưa hoàn được nữa. Nếu vậy cho nó chỉ là tim bao, chỉ là cái thức biến hiện thôi. Cái bằng độc đạo ý thức biến hiện. Còn á, bây giờ mình mở mắt này cũng là chim bao. Cái mở mắt chim bao á, thì cơ bằng đồng thời ý thức biến nhận. Thế thì khi vừa á, thì mình làm thức trước á, nhãn nhĩ tỷ trật thân ý. Khi làm thức nào đó, nó còn giật đoạn, nó không phải là giấc ngủ á. Thì á, con mắt mình thấy sắc thì nhãn thức với ý thức đồng thời nó hiểu nó lên. Nếu là nhĩ thức nghe cái tiếng thì á cái ý thức cũng đồng thời nó khởi lên. Cũng như mà cái nhĩ thức nghe được cái tiếng nhưng mà cái nhĩ thức không biết là cái tiếng gì, tiếng người hay là tiếng chim, tiếng gì không biết. Phải có cái thức thứ sáu đồng thời khởi lên, nó mới biết không phải tên chim là tên người. Lại biết là tên ông già, tên con nít, tên đàn ông, tên đàn bà được phân biệt rõ ràng. Nhưng mà chỉ có thức thứ sáu không có cái tiền ngũ thức á, không có cái nhĩ thức á, thì không được nghe tiếng. Không được nghe tiếng thì làm sao mà phân biệt được. Cho nên hát hai cái thức cùng một thời nổi lên cho bằng đồng thời ý thức. Mà ở trong tim bao thì chỉ có một mình thức thứ sáu. Vậy người ta hỏi là một mình thức thứ sáu cũng nghe được gì? Nhưng mà nghe được chỉ là nghe được cái bên của tiếng,
không phải không có cái chất của tiếng. Cho nên á, mình ngồi ở trong cái bên người chim bao á, mình không có nghe được gì cả. Người chim bao đang nói chuyện với chim bao, với nhân vật chim bao á, mình ngồi ở một bên cũng nghe không được. Bây giờ á, chỉ là người chim bao nghe được thôi. Bây giờ nó chỉ là cái hiện cái bốn của tiếng, chứ không phải là bây giờ tôi nói thì tất cả người đều nghe được. Nếu mà ở trong chim bao á, tôi giảng, tôi đang chim bao tôi giảng á, thì người ở cái bên cũng nghe không được. Bây giờ nó không có cái giảng ngôn thức. Ở trong chim bao á, em được thế ở trong phòng, nhưng mà được thế ra ở ngoài, bên Tàu, bên Mỹ, bên Tài. Mà được thế ra thế, được thế dị đai, nhưng mà không có thế được trước mắt. Bởi vì nó không có tích, không có tiền ngủ thế giấc, nó đồng thời lên. Cái bề đầu với tích á, thì nó ngày lên nó không có giây phút nào ngừng. Hồi nãy tôi giảng tâm kinh á, thì nó ngày đêm hoạt động á, nó mới cảm thấy tai lạc á, thấy có cái sinh tử luân hồi, có vũ trụ dẫn dắt cả á, đều là do cái cảm giác tai lạc nó sinh ra á. Thì bây giờ á, mình nhắm á, cũng là tôi đơn giản thôi, tức là nhắm mắt chim bao thì một mình thức chưa ta đơn giản, còn mở mắt chim bao thì hai cái thức làm thời đơn giản, cái bằng đồng thời ý thức. Thì cái tội nghiệp ở trong chim bao á, thức tỉnh thì nó hết. Bây giờ đi vào chim, cái tội ở trong chim bao nữa. Còn á, cái tội nghiệp ở trong mà nó mất mở mắt chim bao á, thì phải giác ngộ nó mới hơn. Giác ngộ tức là thức tỉnh. Nó mất chim bao á thì ngủ thức dậy đó, nó tự nhiên nó thức tỉnh, nó dễ thức tỉnh. Còn mở mắt chim bao á thì khó thức tỉnh. Hãy mình tu tới là giác ngộ, cho bằng chân tâm thành thật nó mới là thức tỉnh. Thì cái các tội ở trong mà bỏ mắt trên bao đều phải hết. Cho nên nó là được cái đây rất là tối cao á. Cuối cùng á, tất cả đều tội nghiệp á, đều phải tiêu diệt. Thì Phật nói với tôi bây giờ, nói tôi á, nếu là họ quan thư đó, vừa luận thức đó, A Tăng Kỳ Kiết là cái sơ mà vừa luận đó, không có cái sơ lưng, không có thể trở nổi đó. Trước Phật Tài Nhân Ban Phật đó, thì được gặp là vừa sơ Phật, chân diện ức. Cái này là chúng ta có là vô số, chiều cúng dường, cũng sẽ không có Phật nào á, chứ không có cúng dường được. Nhưng mà ra mặt Pháp cũng như bây giờ nè, ai mà được họ thì đọc tổng cái kinh này đó, để được cái công đức đó. Càng tôi qua thư cúng dường tất cả Phật, cái công đức cái cúng dường tất cả Phật, vô lượng vô biên Phật, cái công đức đó không bằng bây giờ đó là thọ trì tụng tụng cái kinh này. Bây giờ nếu mà có thiền năng tính nữa ở trên mặt pháp này nè, được thọ trì cái kinh này đó, tức là theo cái kinh này thực hành đó, chứ không phải là tụng đó, thì cái lượng cái công đức đó thực là
nếu mà mình nói được thì không được à. Nhưng ra thì người ta nghe không tin à. Tại sao ạ? Tại cái ngã kinh này là cái trí óc suy nghĩ không đến được, cái quả báo cũng mà cái trí óc mình suy nghĩ không đến, không đến được, cho nên gọi là bất khả tư nghị đó à. Thế là cái bộ hành trước thì cũng có nói đó, mình ấy làm cái trí cúng dường để cái thuốc mặc và dư luận đi lên nhiều lắm, nhưng mà cái thuốc đó dạ hưởng rồi á nó sẽ hết. Nếu mà còn làm mới trong số lượng á thì nhiều hơn như cũng phải hết, để được thời gian lâu là phải hết. Còn á chứng tấn thành Phật là tiêu diệt số lượng dĩ nhiên mà hưởng không có hết được à. Cho nên á so sánh á thì ở trong này nói là muôn triệu ức cũng không bằng à, không bằng một trong công đức mà họ chỉ tập trọn cái kinh này. Chỉ thời tu bồ đề bạch Phật ngôn thế tôn, thiện nam tử thiện nữ nhân phát a nậu đa la tam miệu tam bồ đề tâm vân hà ứng trụ vân hà hàng phục kỳ tâm. Phật cáo tu bồ đề, thiện nam tử thiện nữ nhân phát a nậu đa la tam miệu tam bồ đề tâm giả đương sanh như thị tâm, ngã ưng diệt độ nhất thiết chúng sanh, diệt độ nhất thiết chúng sanh dĩ như vô hữu nhất chúng sanh thiệt diệt độ giả. Hà dĩ cố tu bồ đề, giữa bồ tát hữu ngã tướng nhân tướng chúng sanh tướng thọ giả tướng tức phi bồ tát. Sở dĩ giả hà tu bồ đề thiệt vô hữu pháp phát a nậu đa la tam miệu tam bồ đề tâm giả, tu bồ đề ư ý vân hà Như Lai ư nhiên đăng Phật sở hữu pháp đắc a nậu đa la tam miệu tam bồ đề phủ Phật giả Thế Tôn. Như ngã giải Phật sở thuyết nghĩa Phật ư nhiên đăng Phật sở vô hữu pháp đắc a nậu đa la tam miệu tam bồ đề Phật ngôn như thị như thị. Tu bồ đề thiệt vô hữu pháp Như Lai đắc a nậu đa la tam miệu tam bồ đề. Tu bồ đề diệt hữu pháp Như Lai đắc a nậu đa la tam miệu tam bồ đề giả nhiên đăng Phật tức bất giữ ngã thọ kiết giữ Như Lai thế dương đắc pháp Phật hiệu Thích Ca Mâu Ni dĩ thiệt vô hữu pháp đắc a nậu đa la tam miệu tam bồ đề thị cố nhiên đăng Phật giữ ngã thọ kiết phát thị ngôn giữ Như Lai thế dương đắc pháp Phật hiệu Thích Ca Mâu Ni hà dĩ cố Như Lai giả đức chư pháp như nghĩa giữ hữu nhân ngôn Như Lai đắc a nậu đa la tam miệu tam bồ đề. Tu bồ đề thiệt vô hữu pháp Phật đắc a nậu đa la tam miệu tam bồ đề. Tu bồ đề Như Lai sở đắc a nậu đa la tam miệu tam bồ đề. Ư thị trung vô thiệt vô hư thị cố Như Lai thuyết nhất thiết pháp giai thị Phật pháp. Tu bồ đề sở ngôn nhất thiết pháp giả tức tư nhất thiết pháp thị cố danh nhất thiết pháp. Tu bồ đề trí như nhân thân trường đại. Tu bồ đề ngôn Thế Tôn Như Lai thuyết nhân thân trường đại tức vi vi đại thân thị danh đại thân. Tu bồ đề Bồ Tát diệt như thị được tác thị ngôn ngã đương diệt độ vô lượng chúng sanh tức bất danh Bồ Tát. Hà dĩ cố tu Bồ đề diệt vô hữu pháp danh vi Bồ Tát thị có Phật thuyết nhất thiết pháp vô ngã vô